Chọn spa nhá. Làm đẹp không? Lẹo. Thôi cá chẳng qua mình đi chơi thôi, hỏi chỗ kia chắc là chắc đấy xem chơi mình đi xem thôi. Rào gì? Ơi. 50k cả cái đấy á. Cả cái đấy 50. Hả? 50k một giỏ. 50.000 một giỏ. Mà cháu đi chơi đã, tí cho quay lại. Thế cô hai giọng đấy thôi ạ. À? Bán hết rồi á. Trăm rưỡi á. Anh Hiệp ơi, anh Hiệp. Giỏ này thì bao nhiêu tiền ạ? Giỏ này 250. Giỏ này là 250, giỏ này 250. Lấy mẹ một giỏ về lui đi. Mình chỉ cần lấy một giỏ về lui. 250. Trăm rưỡi. Bé bé như này tha được. Con được. Con ơi, đưa ra đi, con hạt cũng đẹp mà. Như này không thơm nhỉ? Chẳng có mùi gì đâu. Tôi đi xem nữa. Cái này ở đây mà. Trăm dưới giá 100. Tăng 100 là bán rồi. Mình cứ bán thế, bán thì bán thôi. Bán ngay. Đây. Đào, tên đào Trung Quốc ấy. Cái kìa, đào to kìa. Đây là chỗ này này, túi này chị đóng sẵn rồi ạ, 1 cân à? 1 cân đấy em ơi. Vâng, thôi đấy. 1 cân đấy. To hơn bao nhiêu? Không thể đào to thế nhỉ? Đi làm đi anh ơi. Em đi lại nó khó, nó cọ. Có bảo gì đâu. Con này quả gì cô ơi? Atiso. Atiso đây ạ. Đây là gọi là quả gì? Atiso. Ngoài Atiso. Hoa, không phải quả. Quả Atiso nó đỏ. Con này nhỉ? Sao này bán nào ạ? 100.000 một cân. Anh ơi, cái này là cái gì nhỉ?
cái này nó toàn vỡ giữa à? Rồi. Ê, kìa con. Không mua mấy quả. Để con đi, nó nghịch chứ giờ. Cô bé nó đang đòi. Để con nó nghịch chứ. Châu khô à. Đào đấy, 100.000 cơ. Rào dã man. Không ạ. Sâm cong à. Mẹ thích mấy cái đồ ngâm rượu này. Tam thất tươi. Ba kích rừng. À. Không đấy. Không kìa. Đi vào trong kia cũng được mà. Đi đẹp chưa hồng heo này. Xương đá. Mà ô tô tiếc vướng lắm ạ. Để vào trong xe đi. Nát thì cũng chẳng sợ đâu. Nát thì không sợ nát. Lát về nữa nó lại hồi lại bình thường mà. Một chậu này to này bao tiền à? Vâng. Thôi con đừng đòi cái đấy nữa.